Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Pizza hướng dẫn kỹ thuật của DDS. Trong thời gian gần đây, Dahua DDS đã đưa ra thị trường một bộ sản phẩm chuông cửa cấu hình với thiết kế hoàn toàn mới cả về kiểu dáng cũng như giao diện. Trong video lần trước, phòng kỹ thuật DDS đã giới thiệu đến các anh chị về kiểu dáng của thiết bị. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách kết nối và cài đặt thiết bị. Đầu tiên, ở đây chúng ta có một nút chuông VTO 2202F-P. Sản phẩm nút chuông thường được đặt ở cửa các căn hộ. Tiếp theo là màn hình thường được đặt ở trong nhà, có mã sản phẩm là VTH2421F-P, có màu trắng. Và một sản phẩm màn hình VTH2421F-P, có màu đen. Và cuối cùng là sản phẩm switch PoE dùng để cấp nguồn và mạng cho nút chuông và màn hình, có mã sản phẩm là PFS3005-4ET-60. Để có thể kết nối hệ thống chuông cửa cấu hình, chúng ta cần sử dụng dây mạng. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối dây mạng từ switch PoE vào nút chuông. Và dây mạng từ switch PoE vào màn hình. Sau khi đã kết nối dây mạng từ switch PoE vào trên màn hình, nguồn của màn hình đã được bật. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt kết nối nút bấm vào trên màn hình. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo mật khẩu cho màn hình, nhập mật khẩu muốn đặt cho màn hình, nhập địa chỉ email để lấy lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu. Nhấn OK để lưu lại. Màn hình đã được khởi tạo mật khẩu thành công. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt. Để có thể truy cập vào trong màn hình cài đặt thì chúng ta sẽ nhấn vào nút setting. Khi nhấn vào nút setting, chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu chúng ta nhấn một lần vào nút setting và nhập mật khẩu, nhấn OK, chúng ta sẽ truy cập vào mục cài đặt âm lượng của nút bấm và màn hình, thay đổi kiểu chuông hoặc là cài đặt những tính năng báo động. Để có thể truy cập vào màn hình cài đặt kết nối nút bấm vào trong màn hình thì chúng ta cần nhấn giữ vào nút setting cho đến khi nào màn hình hiển thị lên bảng đăng nhập mật khẩu thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu đã khởi tạo cho màn hình. Nhấn OK. Đầu tiên, mục trong mục network, đây chính là mục cài đặt địa chỉ IP của màn hình, thì chúng ta sẽ nhập địa chỉ IP của màn hình trùng khớp với lớp mạng. Ở đây mình đặt là 192.168.1.195. Nhấn OK để lưu lại cấu hình. Tiếp theo, trong mục VTH config, đây chính là mục cài đặt số phòng. Ở đây có một màn hình, chúng ta sẽ để chế độ là master và nhập số phòng là 9901. Nhấn OK để lưu lại. Tiếp theo là mục ship server. Đối với hệ thống chuông cửa cấu hình chạy firmware mới với giao diện 4.0 thì chúng ta sẽ có thêm mục ship server. Trong mục ship server IP, chúng ta sẽ nhập địa chỉ IP của nút bấm 192.168.1.194. Nhập mật khẩu của nút bấm, chọn Enable Status, nhấn OK để lưu lại, đã lưu thành công. Tiếp theo, trong mục VTO Config, trong mục Main VTO, chúng ta sẽ nhập địa chỉ IP của nút bấm 94, nhập tài khoản và mật khẩu của nút bấm, chọn Enable Status để kích hoạt, đã lưu thành công cấu hình. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt kết nối nút bấm vào trong màn hình. Ngoài ra, các bạn cũng có thể kích vào mục Search Device để tìm kiếm các thiết bị nút bấm vào màn hình trong cùng một mạng LAN, hoặc nhấn vào mục Default On để có thể mặc định lại màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt trên nút bấm. Tiếp theo, đối với nút bấm, sau khi đã kết nối dây mạng từ switch PoE vào trong nút bấm, để có thể cài đặt được nút bấm, chúng ta cần phải sử dụng máy tính để cài đặt. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt trên nút bấm.
Trên máy tính, chúng ta sẽ sử dụng phần mềm SmartPSS để tìm kiếm địa chỉ IP của nút bấm và màn hình. Chúng ta cũng có thể sửa đổi địa chỉ IP của nút bấm và màn hình trên phần mềm SmartPSS. Sau khi đã tìm kiếm được địa chỉ IP của nút bấm, chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ IP của nút bấm trên trình duyệt web IE. Khởi tạo mật khẩu cho nút bấm. Nhập địa chỉ email để có thể reset mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu. Nhập tài khoản và mật khẩu của nút bấm vừa khởi tạo để đăng nhập. Chọn mục Network để cài đặt địa chỉ IP cho nút bấm. Trong mục IP Address, chúng ta sẽ sửa đổi địa chỉ IP của nút bấm để trùng khớp với lớp mạng. Chọn Save để lưu lại cấu hình. Đăng nhập vào địa chỉ IP của nút bấm vừa đổi. Nhập tài khoản mật khẩu vừa khởi tạo để đăng nhập vào nút bấm. Chọn How Setting để bắt đầu thêm màn hình vào nút bấm. Chọn Zoom Now Management để thêm thông tin màn hình vào trong nút bấm. Nhấn Clear để xóa thông tin cũ. Nhấn Add để thêm thông tin màn hình vào nút bấm. Nhập tên bạn muốn đặt cho màn hình. Nhập số phòng đã đặt trên màn hình 9901. Register Password, nhập mật khẩu của màn hình. Chọn Save để lưu lại cấu hình cài đặt. Chọn Status để kiểm tra tình trạng kết nối giữa màn hình và nút bấm. Trong mục Status, báo online màn hình đã kết nối thành công với nút bấm. Chọn Network để có thể kích hoạt và quét mã PIP. Trên điện thoại, chúng ta sẽ sử dụng phần mềm DMRS Plus để có thể xem được hệ thống chung cửa cấu hình từ xa. Sau khi đã hoàn thành việc cài đặt trên màn hình và nút bấm, bây giờ chúng ta sẽ test thử xem hệ thống chung cửa cấu hình hoạt động như thế nào. Đối với màn hình, sau khi đã cài đặt thành công thì biểu tượng camera gạch chéo ở trên màn hình sẽ biến mất. Đối với biểu tượng như thế này là chúng ta đã cài đặt kết nối thành công giữa nút bấm và màn hình. Đối với hệ thống chung cửa cấu hình, để có thể sử dụng được, chúng ta sẽ làm như sau. Trên nút bấm, chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng nút chuông. Calling now, please wait a moment. Khi bấm vào biểu tượng nút chuông thì màn hình ở trong nhà sẽ đổ chuông. Chúng ta có thể nhấn vào biểu tượng màu xanh để trả lời hoặc màu đỏ để từ chối. Hoặc nếu trong hệ thống chung cửa cấu hình chúng ta kết nối đến khóa thì chúng ta có thể nhấn vào biểu tượng khóa để mở cửa. Hoặc các bạn có thể chụp ảnh hoặc ghi hình hoặc bật hình ảnh camera. Please press the button to leave a message. The end of the call. Như vậy là mình đã hoàn thành việc hướng dẫn các bạn cách cài đặt hệ thống chuông cửa cấu hình sử dụng firmware mới giao diện 4.0. Chúc các bạn thành công.